Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp theo hỏi và hiểu. Đây là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này á, hầu như ai cũng có dính mắc vào trong đó, bản thân Amen cũng vậy. Và câu đó là như thế này: tại sao nhiều người thường hay nói hãy nghĩ về những người bất hạnh để cho mình thấy may mắn hơn? Câu này á, thì bản thân Amen ngày xưa cũng hay nói câu đó lắm. Cũng hay dạy con là có nhiều ngoài kia, có nhiều người less fortunate than you, you feel lucky, chứ phải cảm ơn là lucky. Nhưng mà sau này đó, Amen lại gặp một vài bác ở ngoài công viên. Bác Việt Nam cũng có, bác người Hoa cũng có. Họ nói bằng tiếng Anh, họ nói là cái ý nghĩ đó rất là stupid và selfish. Amen nghe thôi, Amen thấy chết rồi, mình là ngu si và ngu xuẩn nữa. Và Amen nằm suy nghĩ hoài. Rồi sau này Amen nghe nhan nhản những cái câu đó. Mỗi kỳ có chuyện gì á, rồi ngay như trường hợp Amen trong kỳ Covid vừa qua, Amen mất đi một người bạn đời rất là đau đớn. Thì một ngày đẹp trời, tự nhiên cô nó nói với Amen là: trời ơi, hồi hôm qua tôi đang buồn thằng con tôi nghĩ tới bà đó. Tôi cảm thấy tôi đỡ buồn hơn bà nhiều á. Trời, tôi thấy bà đó hả, còn khổ sở hơn tôi nữa, tôi đâu có gì đâu. Nghe xong thì Amen á, bạn may mắn quá. Nhưng mà về nhà Amen mới thấy, trời ơi, người đó dã man quá. Lại cầm con dao đâm vào Amen một câu nữa. Tại sao cái sự mất mát của Amen và người đó giống như là cầu mong rằng, à thì ra dù đau khổ nhiều hơn tôi hay là tôi không gì hết. Vì chứng tỏ mình luôn luôn cầu mong có một người đau khổ hơn không. Và từ đó Amen mới nhớ lại cái lời cái bác ở ngoài phạt, cái bác người Hoa, bác nói cái đó đúng. Ngu si và ngu sẵn á. Chị thoảng nghe, mới đầu nghe hai cái câu đó, chị Duy cũng thấy wow, cũng thế đâu có gì hết. Đầy dẫy những cái ích kỷ trong này. Vậy hả? Hồi đầu ngày còn bé chị nghe chị nói, đúng rồi ha, từ mẹ hay nói đó, con được miếng ăn, quần áo, nhà ở còn hơn những người gọi là ngoài đường đi ăn xin. Thì đó, bao giờ mình cũng tìm một cái cảnh khổ hơn để cho mình may mắn hơn. Nhưng càng sau này mới thấy mình chị quá cái là người cái người viết cái câu này á, là phải hiểu về cái nội tâm của họ. Nếu như một cái người có lòng từ bi đó, sẽ viết là cái câu hãy nhìn những cái hoàn cảnh khó khăn hơn để mà cảm, để mà đồng cảm với họ, để mà thương yêu họ. Thì cái này là cái tâm từ nè, sao không? Thì còn cái người mà có một cái tâm khác đó, sẽ viết là hãy nhìn những cái hoàn cảnh khó khăn hơn để thấy cho mình bớt khổ hơn. Đó, thì mình sử dụng cái hoàn cảnh của người khác để phục vụ cho một cái gì đó của mình, thì đương nhiên là nó mang cái phần ích kỷ rồi. Thì có một cái nhớ, có một cái câu thơ ngày xưa Si đọc mà Si thấy là wow, nó đúng là nó diễn tả như vậy. Giống như là có một cái thiền sư và một cái người tướng quân đó, thì họ, cái người tướng quân đó rất là hãnh diện là mình đã viết những cái câu thơ rất là hay. Thì ông mới viết là cái một câu thơ đại loại nó là chuồng đỏ chặt hai cánh thành trái ớt. Thì nó là như vậy đó. Thì chuồng đỏ chặt hai cánh trái ớt, phải không? Thì nó ra như vậy. Còn cái vị thiền sư đó thì khi mà nhìn cái câu thơ đó thì đổi ngược nó lại và nói là trái ớt chắp hai cánh chuồng đỏ. Thì mình mới thấy đó là một cái bài thơ đầy cái sự giết chóc và tàn sát. Có nghĩa là một con chuồng chặt hai cái cánh của nó thì nó thành trái ớt. Mình thấy cái tâm của cái người đó đó là đầy những cái là phải sát sinh, phải giết hại. Còn một cái vị thiền sư đó thì lại đảo ngược nó lại và nói là cái trái ớt mà mình chắc nó hai cánh thì nó lại thành có con chuồng đỏ. Thì mình thấy một là tàn hủy, một là mình tạo dựng một cái đời sống mới đầy dẫy những cái tâm từ ở trong đó, cũng là hai cái câu thôi. Thì cái câu này cũng mang cái tính chất là mình hãy sử dụng những cái hoàn cảnh khó khăn của người khác để an cái lòng của mình. Thì lúc có những cái episode khác thì cũng đề cập tới một cái nó gọi là tâm lý cộng đồng đó. Thì ngày xưa khi mà mình ở những cái thời chiến tranh 30 tháng 4 hoặc là chạy loạn hoặc là rất là khó khăn đó, nhưng mà mình vẫn không có thấy là mình rất là lạc lõng hoặc là quá khó khăn, là vì mình nhìn chung quanh đó có rất là nhiều người giống như là mình, cho nên mình cũng được có một chút là thì ai cũng vậy, không phải là một mình không. Nhưng nếu mình tưởng tượng coi trong cái đất nước đó chỉ có một mình như vậy, chỉ có một mình đi tù, chỉ có một mình là chồng mình phải đi cải tạo, chỉ có một mình là không có đồ ăn, thì mình sẽ nghĩ nó như thế nào? Mình sẽ có cái cảm giác giống như là nhiều người đều giống như mình hay không? Thì Cindy thì vẫn chưa có hiểu được cái câu hỏi nó là cái gì. Nhưng đúng là Cindy đồng tình với lại cái bác đó, đó là khi thoáng nghe qua đó, chị Cindy thấy là quạt, mình cũng không có thấy được cái sự cảm thông nào ở trong này, mà giống như là đè người xuống khác xuống để mà mình đưa mình lên vậy đó.
cái ý nghĩa của cái việc hãy xem những cái hoàn cảnh khó khăn khác đó là để cho mình biết trân quý những cái gì mà mình có hiện tại, chứ không phải là nhìn người ta để mà mình cảm thấy là ồ còn khổ hơn mình nữa, rồi mình không làm gì hết. Mình không làm gì để trợ giúp cho người ta, mà mình cũng không làm gì để mà có thể là cảm thông với người ta cả. Thì trong cái câu này, nếu mà được thì mình đổi lại một chút đi. Đổi mình đổi chút, để hãy nhìn những cái cảnh khó khác để mà cảm thông với con người hơn, thay vì là để cho mình bớt khổ hơn. Vâng, cái câu này á là An Miên sắp xếp lại. Dạ. Theo cái ý của nhiều người mà An Miên đã từng gặp và đã, nhưng An Miên kể nói thẳng với An Miên luôn đó, là người đó là nói là tôi đang khổ chuyện con tôi, mà tôi thấy chuyện bà như vậy tôi thấy bà còn khổ hơn tôi, thành ra giờ tôi không thấy khổ nữa. Cái nghĩ sao là chắc mấy người còn cầu cho mình khổ hơn. Nhưng mà rồi sau này cái thỉnh thoảng An Miên lại gặp những câu khác, chẳng hạn nói chứ trời ơi hôm nay buồn quá à, tự nhiên cái bị xui xẻo vậy, nhưng mà lại nghĩ tới cái bạn kia kìa, bạn bị như là mất việc, nghĩa là không còn income tiền bạc nữa, thì tôi thấy là tôi mất stock này đâu có đáng gì. Lại cái màn compare hai nỗi khổ. Mà bây giờ An Miên lại nhanh nhản đi ra ngoài, có những bậc lãnh tụ chính trị lên cũng nói nữa, chúng ta là may mắn, chúng ta sống trong một đất nước tự do, chúng ta hãy thương những người less fortunate không có tự do. Vậy như vậy là ông ta cũng lôi cái nỗi đau của những cái người ở cái đất nước mà bị kềm hãm như vậy, bị kỳ thị như vậy sao? Cho nên ngày hôm nay đó, phải nói là Cindy rất là đặc biệt, giống như là các bác mà An Miên gặp ở ngoài Park á, mấy bác người Việt Nam thì đều nói những câu như vậy, nhưng mà có vài cái ông cụ người Hoa, thì An Miên hay tập tai chi chung với ông cụ người, mấy ông cụ người Hoa mà ông cụ giỏi lắm, thì ông cụ lại nói là ai nói cái này vậy, nó rất là stupid và silly đó và so cruel đó. Thì An Miên mới cảm giác là hay thật. Thưa quý vị, đời sống là học hỏi và lắng nghe, và đồng thời chúng ta có những người như là tư vấn viên chuyên về tâm lý. Thì ngày hôm nay An Miên như sáng lên, đúng câu chuyện mà Cindy kể, cái vị mà người mang sát nghiệp nặng chỉ nghĩ tới chết và chết chóc, cắt bỏ tàn, không có cái tình người, một vị có tâm từ thì lại thay đổi. Dạ, vâng. Cái nhìn cái góc cạnh, vậy những gì mà Cindy thường nói với chúng ta là hãy nhìn ở một góc cạnh khác, phải không? Dạ, mà cái nhìn của mình á là nó là một cái phản chiếu của cái tâm của mình. Tâm của mình như thế nào đó thì mình nhìn cái góc nhìn đó nó sẽ ra như vậy. Ví dụ như cái người đó mà mình nhìn giống như là rất là dữ dằn, cũng có một cái câu chuyện của Tô Đông Pha đó là nhìn cái vị thiền sư đó, thì cái vị thiền sư mới hỏi là anh nhìn tôi thì anh thấy cái gì, thì cái Tô Đông Pha mới nói là tôi nhìn ông thì tôi thấy một đống phân. Thì cái vị thiền sư mới nói là nhưng mà tôi nhìn anh thì tôi thấy là một ông Phật. Thì tâm của mình như thế nào, mình nhìn ngay người ta như vậy đó. Tâm mình là phân thì mình nhìn người ta là phân, còn tâm mình là tâm Phật thì mình nhìn người ta là một cái Phật. Thì mình không có nói ở đây là nó đúng hay nó sai, nhưng mà cái mình phải coi cái nếp sống của mình nó như thế nào. Cindy thì sống lớn lên ở miền hấp thụ cái văn minh của Tây Phương đó, thì họ có những cái dạy dỗ rất là hay là mình á phải làm cho tất cả những người chung quanh của mình giàu lên thì mình mới là người giàu. Còn chứ mình không có giàu bằng cái cách làm cho những người chung quanh của mình nghèo đi, phải không? Là mình là cái người giàu có khi mà những người chung quanh của mình, những đồng đội của mình, những người mà liên hệ trực tiếp của mình giàu lên thì mình mới là người giàu được, thì mình mới cái đất nước của mình nó mới đi lên. Còn mà mình không cần biết là mình chỉ còn mình có 10 đồng, nhưng mà cái mình không cần biết là mình giàu hay là mình nghèo, nhưng mà cái người kế bên á chỉ được có 1 đồng thôi thì là mình trở thành người giàu, không phải vậy. Đây là cái tâm lý mà Siri thấy nhiều ở những cái nước mà nó bị đô hộ đó. Mình theo cái tâm lý đó nó truyền đi qua theo cái tàn thức và theo cái thế hệ. Ngày xưa nước Việt Nam của mình bị cái chế độ đô hộ là nô lệ của Tàu, của Pháp, thì mình mang luôn những cái suy nghĩ ở trong cái tàn thức đó là mình là cái gì nó thấp bé hơn, nó có cái tầng lớp của giai cấp là đây là chủ và đây là tớ, nó đã ăn sâu vào trong cái tàn thức của mình rồi. Và nếu như mà sau này đó mình làm việc cũng vậy, mình thấy chỉ cần là cái người đó là người Mỹ trắng thì trong cái đầu của mình đó là mình định hình là cái người đó là cái người bậc cao hơn mình. Đó là do cái ghi nhận của cái việc mà mình bị đô hộ nó qua một cái thời gian. Cho nên bây giờ mà mình thấy những cô gái Á Đông cũng vậy,
chỉ có thích trắng thôi. Vì mình mặc định trong đầu của mình nó là da trắng là cái loại cái là đẹp, không phải là đẹp thượng là có đẳng cấp, là nó nằm ở trên, là nó nằm ở trên, là người da trắng là ở cái cấp bậc cao hơn, đúng không? Thì có phải là những cái hình thức đó nó đi, nó truyền qua trong cái vô thức luôn, nó đi theo mình cho tới cái nhận định của bây giờ. Còn bây giờ mà mình ở trong cái cộng đồng nhỏ của mình nó cũng vậy luôn. Con cái của mình đó, mình cho nó đi học làm bác sĩ, luật sư hay như thế nào đó, không phải là quan trọng là vì nó hay là vì cái gia đình của mình, nhưng mình phải so sánh với lại cái người Việt Nam kế bên, với lại cái người thân trong gia đình của mình có con như thế nào, con là như vậy thì con của mình nó phải được so sánh ngang bằng như vậy hoặc là phải hơn. Thì đó là cái việc mà không có nâng con mình lên, nhưng mà chỉ cần là nó hơn cái đứa con của đứa em mình thôi là mình vui rồi. Thì cái nhìn của mình đó là nó thể hiện ra cái tâm của mình. Tại sao mình không nghĩ là con, hãy nhìn con là con, là nó có những cái khả năng để đi lên vượt bậc như vậy, nó làm gì, nhưng mà không có dùng cái người kế bên để mà so sánh, mà dùng chính nó để so sánh với chính nó. Hôm nay con học lớp 1 thì con so sánh con với lại cái hồi mẫu giáo, và khi con học lớp 2 thì so sánh con với lại con học lớp 1, con đã trưởng thành và lớn lên phát triển như thế nào đó. Thì hãy so sánh với chính bản thân mình, chứ không so sánh với lại cái người kế bên. Mà mình mà làm được như vậy đó là mình sẽ nâng đỡ luôn cái người xung quanh của mình luôn. Teamwork là nó như vậy đó. Làm trong một cái cộng đồng team thì mình mà hưởng lợi không là mình không có thành công. Những cái team của mình phải đều có lợi hết thì mình mới là người thành công. Rồi Cindy nghĩ sao về tâm lý như thế này? Lúc nãy là giữa hai người khổ, mình lựa cái ít khổ hơn để cho mình thấy thoải mái hơn. Thì còn cái tâm lý này nữa là chẳng hạn như là khi mà mình thấy một người bị tai nạn mà mình không bị, dĩ nhiên ngoài mặt mình nói mình chưa buồn, nhưng mà trong lòng mình trời ơi, cảm giác giống như là đỡ quá, thở phào một cái, nó không rơi vào mình. Chẳng hạn như mình nghe nói là người này, trời ơi bà này nè, mới ngày hôm qua xong bà bị té một cái, bây giờ phải vô nằm bệnh viện. Trời ơi may quá, tôi đâu có, giờ tôi đi đâu tôi cũng rất là cẩn thận, may quá không phải tôi. Rồi cái câu đó cũng nhan nhản, mặc dù mới nãy trước mặt là chia buồn, phân ưu được có dốt gì không, nhưng mà sau lưng nói riêng, trời ơi may quá mình không bị. Mà cái tâm lý này xảy ra rất là thường. Thì như vậy thực ra là đâu phải người ta không tâm từ hay là người ta có ý xấu đâu, phải không? Cái đó là cái tâm lý giống như là thiên tự nhiên của con người không? Cái này là vì mình chưa có thực sự là phát triển cái tâm từ của mình. Giống như là khi mà nghe cái việc người đó bị tai nạn đi, thì cái suy nghĩ đầu tiên, cái cảm xúc đầu tiên của mình là có sao hay không, có cần sự giúp đỡ gì hay không, cái người đó như thế nào. Giống như là mình chạy xe mà mình thấy cái xe nó bị đụng ở ngoài đó, thì cái việc đầu tiên mà Cindy nghĩ là có ai bị thương hay không, đã có người trợ giúp hay không, không biết là bao nhiêu người bị thương, mình có làm được gì hay không. Và cũng có một vài lần là Cindy ngừng lại và lôi cái người đó ra, hoặc là gọi cảnh sát, hoặc là trợ giúp, là vì cái đó là cái automatic của mình, nó là cái việc mà nó xảy ra là tự nhiên nó làm vậy luôn. Còn khi mà mình tự nhiên mà mình thấy cái việc đó đó, và thay vì cái việc đầu tiên là mình trợ giúp và mình coi có cái người đó cần gì, mà mình thay vào đó là ồ không phải tôi, thì mình phải xem lại coi là cái tình trạng của mình như thế nào, mình đã sống gọi là làm cho những cái dung lượng trái tim của mình nó nở ra hay chưa, hay là cuộc sống của mình nó chỉ xoay quanh mình và mình và mình, mình chưa bao giờ có cái ý nghĩ là người khác, vì người khác. Cho nên cái tâm lý đó nó là cũng là một cái dạng tự động luôn, vì nó tự động, mình chưa bao giờ được huấn luyện, chưa bao giờ được đào luyện là phải nghĩ cho người khác, mình chỉ có đào luyện là cho mình thôi. Cho nên nó đi theo cái thói quen, mà muốn thay đổi cái thói quen đó là mình phải thực tập cái giờ đó, là ngoài cái việc mình nghĩ ra cho mình á, thì mình phải nghĩ cho người khác nữa. Rồi mình cao cấp hơn á, là mình không nghĩ cho mình nữa, mình chỉ cứ nghĩ cho người khác thôi. Nó đi lên từng bậc như vậy. Nó không có đến cái việc gì theo cái thói quen của mình á, là tham nè, sân nè, ích kỷ nè, cái gì cũng là mình á, về bản ngã của mình. Mà muốn diệt cái đó là mình phải đào luyện nó. Còn không thôi thì nó phải đi đúng cái đường vậy thôi. Đúng cái diễn biến của cái bản ngã nó bắt mình là chỉ nghĩ về mình á, cho nên mình không có làm gì sai hết á. Mình chỉ có làm đúng theo cái bản chất tự nhiên của cái bản ngã. Còn nếu mình muốn thay đổi nó thì mình phải tự chủ để mà thay đổi nó. Muốn có tâm từ
thì mình phải đào luyện thân tâm của mình, mình phải có những cái giới hạn riêng cho mình, có sự thực tập riêng cho mình, thì cái việc mà mình nghĩ cho người khác nó sẽ trở nên một cái cách tự động hơn. Vâng, cảm ơn Cindy rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an bình.